Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 4 năm hoạt động, câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc đã trở thành nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu có chung niềm say mê ca hát và có những đóng góp không nhỏ vào đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2016 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2016. Chuyên mục Văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc hôm nay xin giới thiệu đôi nét về câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Người Việt Nam đều thống nhất gieo vang lời thề 19 tháng 8 chớ quên là ngày khởi nghĩa, hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam. Những câu hát trong ca khúc 19 tháng 8 của cố nhạc sĩ Xuân Oanh đã thôi thúc nhóm phóng viên chúng tôi tìm đến hội cựu chiến binh Vĩnh Phúc, nơi mà các hội viên câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh đã và đang hăng say tập luyện các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng các sự kiện trong tỉnh và cả nước. Câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh trực thuộc Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc được tập hợp bởi những cựu chiến binh, cựu quân nhân, những người đã từng một thời khoác trên mình bộ quân phục của người lính Cụ Hồ và cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Khi đã ở vào tuổi xế chiều, họ lại tìm đến với nhau bởi có chung một sở thích và niềm đam mê dành cho ca hát. Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập cách đây hơn 4 năm, khi đó câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với bản chất của người lính Cụ Hồ và tinh thần đoàn kết gắn bó, tình yêu ca hát, các thành viên trong câu lạc bộ đã khắc phục khó khăn về trang thiết bị, trang phục bằng cách dàn dựng chương trình tiết kiệm phù hợp. Một số thành viên câu lạc bộ như bà Công Thị Bích Nhung, chủ nhiệm câu lạc bộ, từng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được đào tạo nhạc lý bài bản, đã hướng dẫn các thành viên dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật. Sau này, vợ chồng bà đã đầu tư tăng âm, loa đài và kêu gọi sự ủng hộ của đồng đội, tạo nguồn kinh phí hoạt động cho câu lạc bộ. Hiện nay câu lạc bộ đã thu hút nhiều hạt nhân có niềm đam mê âm nhạc với gần 20 hội viên. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ, các hội viên đã tìm thấy cho mình niềm vui, niềm hạnh phúc, sự lạc quan yêu đời để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời thắp sáng lên ý chí và phẩm chất của người lính trong cuộc sống hôm nay. Tôi tham gia vào câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh từ năm 2012 và khi được biết về câu lạc bộ này cũng rất là tình cờ do những người bạn giới thiệu và bản thân cũng có một số cái năng khiếu cho nên là cũng có ý định là tham gia vào câu lạc bộ. Và khi tham gia vào câu lạc bộ tôi thấy là đây là một cái sân chơi rất là bổ ích và là một cái môi trường để cho những người cựu chiến binh như chúng tôi có một chút năng khiếu có thể mang được cái lời ca tiếng hát đến cho các đồng chí và đồng đội ở các hội nghị cựu chiến binh. Và từ ngày được vào đội đến nay thì tôi cũng đã góp một phần nhỏ bé cái sức của mình để đem niềm vui đến cho các đồng chí đồng đội. Khi tham gia vào câu lạc bộ này tôi thấy đây là một cái môi trường rất là thích hợp và có một ý nghĩa tuyên truyền rất lớn, sâu rộng trong công tác cựu chiến binh. Khi đến với câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh, tôi cảm nhận thấy đây là như là một cái mái ấm của một cái gia đình lớn và có những cái tình đoàn kết rất là sâu nặng. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh, chúng tôi đã đi biểu diễn rất nhiều nơi vào các sự kiện trong tỉnh. Mỗi một lần biểu diễn được khán giả ủng hộ, vỗ tay rồi ùa lên tặng hoa, dành cho tôi những tình cảm, những lời động viên khiến cho chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi cảm nhận được rằng chính chúng tôi đã truyền tải được yếu tố tinh thần của những bài ca đi cùng năm tháng, cho nên luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được mang những lời ca, tiếng hát đến cho mọi người và đặc biệt là dành cho các cựu chiến binh.
khắc một sớm mùa thu xưa còn vang lời tuyên ngôn độc lập. Lời Bác là lời núi sông, đất nước sung lên theo nhịp tiến quân ca. Thành phố tới mọi miền quê xa rộn vang chân bước lên đường. Hành trang là lời của Bác, chúng ta đi vì độc lập tự do. Hành quân, những cuộc hành quân, chiến trường gọi suốt dọc dài đất nước. Trang khúc sông Lô trên trường biên giới, chiến thắng Điện Biên vang dội địa cầu. Rồi vạn tường Ba Sa Bình Gia, rồi đường chín Quảng Trị Tây Nguyên, để có một ngày 30 tháng 4. Hành quân ta lại hành quân, cho yên bình suốt dọc dài đất nước. Cắn mốc phương Nam giữ gìn phương Bắc, tiếng sóng biển xa đào gọi từng ngày. Hòa bình nhưng còn gian nan, mới khu đan xen thành công vấp vang. Nhưng ta tin lời tuyên ngôn độc lập, nhưng ta tin lời Bác dạy năm xưa, sẽ mãi là nhật lệnh gọi bình yên. Sẽ mãi là nhật lệnh gọi bình yên. Nhằm nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn, hàng tháng câu lạc bộ sinh hoạt chuyên môn một lần. Tuy mỗi hội viên của câu lạc bộ có điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau. Người thì tham gia buôn bán, người làm công tác chữa bệnh cứu người, người tham gia công tác xã hội tại địa phương. Nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ, niềm đam mê và nhiệt huyết dành cho nghệ thuật đã đưa họ đến gần nhau hơn. Những buổi tập luyện, tham gia sinh hoạt định kỳ hay những buổi giao lưu gặp gỡ như thế này chính là những phút giây thư giãn giúp họ vơi đi những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày. Mỗi lời ca điệu múa ca ngợi cuộc sống, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống anh hùng của dân tộc và phẩm chất dáng người của người lính Cụ Hồ cùng những buổi biểu diễn mang đậm chất lính đã trở thành những kỷ niệm đẹp và cảm xúc trong lòng mỗi thành viên của câu lạc bộ. Là một thành viên của Hội Cựu Chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc, ngay từ những ngày đầu thành lập và tham gia sinh hoạt, các hội viên đã ý thức được rằng đây là một tổ chức tự nguyện. Bởi vậy, tất cả mọi người đều phải nêu cao tinh thần tự giác và đoàn kết, tương thân tương ái vì sự phát triển của câu lạc bộ. Là những người lính tham gia chiến đấu trên chiến trường năm xưa, với bao khó khăn gian khổ khi nhiều đồng chí đồng đội đã anh dũng hy sinh và nằm lại nơi chiến trường, nên hơn ai hết, những cựu chiến binh của câu lạc bộ luôn trân trọng quá khứ và giữ gìn phẩm chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Câu lạc bộ Tiếng Hát Cựu Chiến binh tỉnh đã vinh dự được biểu diễn phục vụ trong các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, như ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc mùng 1 tháng 1, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Ngoài ra, câu lạc bộ còn được mời biểu diễn ở nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, xí nghiệp, từ thành thị đến nông thôn, trong và ngoài tỉnh. Qua 4 năm thành lập, câu lạc bộ đã dàn dựng gần 200 tiết mục biểu diễn ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Điện Biên. Ở mỗi nơi, câu lạc bộ biểu diễn đều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Hơn 4 năm xây dựng và phát triển, câu lạc bộ Tiếng Hát Cựu Chiến binh tỉnh không chỉ là nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng cảm và yêu nghệ thuật, mà đó còn là nơi để họ nhớ về những gian khổ và hào hùng trên chiến trường xưa, cùng chia sẻ những trăn trở, nghĩ suy trong cuộc sống đời thường. Qua những cái thời gian đội thành lập đến nay cũng là được 4 năm, nhưng mà tôi thấy cũng rất tâm huyết và rất là yêu quý các cái thành viên trong câu lạc bộ. Tất cả các anh các chị đều là những người đã về hưu, đã trở về đời thường,
nhưng mà các anh các chị vẫn rất là chịu khó luyện tập, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, yêu quý nhau, thế và chia sẻ những ngọt bùi trong cuộc sống bây giờ. Và thỉnh thoảng các anh các chị vẫn ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa khi đang còn công tác, đang còn có những các cái anh chị là chiến đấu ở trong chiến trường. Thế và có những anh chị mặc dù là ở hậu phương nhưng mà tất cả là trong đội thì đều là các cái thành viên của cựu chiến binh, thực sự là của cựu chiến binh. Các anh các chị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc chỉ huy, cho nên là trong ban chủ nhiệm của tiếng hát cựu chiến binh hoàn thành rất tốt các cái nhiệm vụ đề ra của Hội cựu chiến binh tỉnh. Trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam. Linh hồn không vùi, ơi các mẹ các chị các em, máu đã thấm vào lòng đất mẹ để ngàn năm còn mãi tự hào. Dinh dân hương những linh hồn bất đại dựng nước phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Kể từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ của Hội cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc, các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh và sự cổ vũ động viên của gia đình. Chính sự đồng cảm, thân ái giữa những người lính dường như đã xóa đi mọi khoảng cách để họ đến với nhau bằng niềm tin, sự lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống và hơn tất cả là sự phát triển của câu lạc bộ. Trong những năm qua, câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh trong tỉnh đã mang lời ca, tiếng hát để động viên các cán bộ, hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong tỉnh. Thông qua các hoạt động của mình đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cựu chiến binh trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Trong thời gian tới, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh của tỉnh tiếp tục phát huy trong điều kiện mới. Tôi đề nghị nam nữ diễn viên của câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh trong tỉnh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ và những người lính năm xưa, tiếp tục mang những lời ca, tiếng hát để động viên cán bộ hội viên và nhân dân trong tỉnh để góp phần đưa cái văn hóa văn nghệ của tỉnh phát triển trong cái điều kiện mới.
Thay mặt cho câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh tỉnh, tôi cũng mong muốn rằng là hội cựu chiến binh tỉnh và các cấp ngành sẽ quan tâm nhiều hơn nữa cho câu lạc bộ văn nghệ tiếng hát cựu chiến binh tỉnh, ví dụ như về âm thanh ánh sáng, về trang phục, để giúp đỡ câu lạc bộ tiếng hát ngày càng phát triển được tốt hơn. Với những nỗ lực và đóng góp tích cực trong phong trào văn hóa văn nghệ, nhiều năm qua, câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh tỉnh đã được nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến, yêu mến và đón nhận bằng những tình cảm sâu sắc. Đó là sự ghi nhận và động viên kịp thời đối với tập thể câu lạc bộ cũng như các hội viên thêm phấn khởi, tự tin và cố gắng nỗ lực hơn nữa trong các hoạt động của mình. Và cũng là động lực lớn lao để họ giữ mãi phẩm chất cao đẹp mà đầy tự hào của người lính, giữ mãi ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết trong tinh thần đoàn kết của những đồng chí đồng đội, sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Tin tưởng rằng trong những chặng đường tiếp theo, câu lạc bộ tiếng hát cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ còn tiếp tục phát huy nhiệt huyết, niềm đam mê và tình yêu đối với nghệ thuật, để những khúc quân hành luôn vang mãi trong trái tim người lính và đông đảo khán giả gần xa.